Xin chào. Ồ, mình biết bạn đấy. Vài năm trước mình cũng giống như bạn vậy, là một tân sinh viên của ngành tự động hóa. Và mình cũng là người mà hiểu rõ nhất cái cảm giác khi mà bắt đầu bước chân vào trường đại học, không hiểu là ngành tự động hóa của mình sẽ học cái gì, sẽ làm cái gì, sử dụng những phần mềm gì, và liệu máy tính của mình có đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của ngành này không. Ok, và ngày hôm nay mình có mặt ở đây để cùng các bạn đi tìm hiểu về việc sử dụng laptop của ngành tự động hóa, xem ngành này chúng ta sẽ học gì, làm gì, sử dụng những phần mềm gì, và cùng các bạn đi tìm ra một cấu hình tối ưu cho việc sử dụng của ngành tự động hóa nhé. Và nếu như mà các bạn đã sẵn sàng thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video thôi. Và cũng đừng quên, nếu như các bạn quan tâm mẫu laptop trong tầm giá nào thì hoàn toàn có thể comment ở bên dưới phần bình luận để chúng mình có thể tổng hợp và đưa đến cho các bạn top những laptop dành cho anh em ngành tự động hóa nhé. Nào, bắt đầu video. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về ngành tự động hóa. Chúng ta sẽ có những nhiệm vụ về thiết kế, tính toán, vận hành các hệ thống điều khiển và các hệ thống tự động ở trong công nghiệp cũng như là dân sự. Ở đây thì ngành tự động hóa nó sẽ là có một đặc điểm, đó chính là đây là một ngành khá là tạp và rộng đấy. Chúng ta sẽ vừa phải làm phần cứng này, vừa phải làm phần mềm, làm cả điện tử, cả vẽ kỹ thuật và cả mô phỏng, cả AVR, PLC nữa. Chúng ta sẽ vừa làm một chút, có một chút gì đó liên quan đến điện tử này, một chút gì đó của cơ khí, mà lại có một chút gì đó của công nghệ thông tin nữa. Nhưng mà tự chung lại, chúng ta sẽ có 3 ngành chính, 3 cái chuyên ngành chính mà chúng ta sẽ nghiên cứu chủ yếu. Đầu tiên đó chính là điều khiển tự động, thứ hai đó chính là tự động hóa công nghiệp, và thứ ba là đo lường và tin học công nghiệp. Ở đây thì mình chia ra làm 3 chuyên ngành chính. Một vài trường có thể chỉ dạy 2 chuyên ngành thôi, nhưng mà phần lớn thì sẽ là có 3 chuyên ngành như vậy. Và tìm hiểu về chuyên ngành đầu tiên, đó chính là điều khiển tự động. Ở đây là một chuyên ngành khá là nặng về lý thuyết, và chúng ta sẽ tiến hành tính toán những hệ thống điều khiển. Sẽ ngoài các phần mềm điện tử quốc dân, ví dụ như kiểu là Proteus hay là Antium ra, chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng những cái bộ mô phỏng, những bộ mô hình hóa các cái hệ thống điều khiển, ví dụ như là MATLAB Simulink là chủ yếu. Và như mình đã nói ở bên trên, đây là một cái chuyên ngành mà khá nặng về lý thuyết và tính toán, đúng không? Nên chúng ta cần ở đây là tư duy của người học. Còn về vấn đề cấu hình của máy tính thì cũng không cần quá cao đâu. Chúng ta sẽ sử dụng là chip i5 đời 6 của Intel hoặc là Ryzen 5 từ thế hệ 3 trở lên. Có thể sử dụng cả dòng U cũng vẫn thoải mái, không sao cả. Thực tế là máy thực hành của trường mình về chuyên ngành này thì còn sử dụng chip i3 đời 6 cơ. Và tất nhiên là nó sẽ khá là lag, cho nên là mình khuyên là các bạn sẽ chọn laptop theo cái CPU mình đã chỉ ở bên trên nhé. Tiếp theo đó chính là về vấn đề RAM. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng ít nhất là 8GB RAM. Nếu như mà có điều kiện thì hãy nâng lên 16GB RAM, sẽ sử dụng thoải mái trong ngành này nhất. Còn vấn đề bộ lưu trữ nữa, bộ lưu trữ thì không cần quá nhiều đâu. Chúng ta hãy sử dụng 256GB SSD để cho việc cài phần mềm và sử dụng để lưu các dự án project nữa. Bởi vì là các dự án mô phỏng của chúng ta ở ngành này hay là những cái dự án tính toán ý, thì nó cũng không phải là quá nặng đâu. Tiếp theo, tìm hiểu về chuyên ngành thứ hai, đó chính là tự động hóa công nghiệp. Ở đây, đối với tự động hóa công nghiệp, chúng ta sẽ chủ yếu là học và tìm hiểu về những cái hệ thống mà được ứng dụng trong các nhà máy, những hệ thống mà phục vụ cho việc tự động hóa trong việc sản xuất công nghiệp, và sẽ làm nhiều về những cái hệ thống về PLC này, tìm hiểu về DCS hoặc là SCADA, và sẽ ứng dụng khá là nhiều những kiến thức liên quan đến điện tử công suất và truyền động điện. Và ở đây, ngoài những phần mềm như kiểu là Antium ra thì chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu đó chính là MATLAB này, các phần mềm về PLC của các hãng như kiểu là TiaPorto hoặc là GXWork3, thậm chí là các phần mềm vẽ kỹ thuật, ví dụ như kiểu là CAD hoặc là SolidWorks. Và với những cái phần mềm mà mình đã kể trên, chúng ta hãy sử dụng những chiếc máy mà có CPU ít nhất là i5 hoặc là i7 từ thế hệ 6 trở lên, hoặc là Ryzen 5, Ryzen 7 ít nhất từ thế hệ 3 trở lên, và nên chọn những chiếc laptop mà có chip là H hoặc là HQ có hiệu năng cao, bởi vì chúng ta còn có thể sử dụng để MV CAD hoặc là SolidWorks nữa. Và một vấn đề về vấn đề RAM, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng ít nhất là 8GB RAM. Còn nếu như mà đủ điều kiện thì hãy nâng lên 16GB để cho sử dụng thoải mái nhất. Tiếp đó là về vấn đề về bộ lưu trữ. Đối với ngành tự động hóa công nghiệp, chúng ta sẽ sử dụng để làm các dự án mô phỏng điện này, các bản vẽ kỹ thuật, các bản vẽ mạch nữa. Chính vì vậy là hãy sử dụng là ít nhất là 512GB để sử dụng cho việc cài phần mềm và các dự án của các bạn nhé. Tiếp đó, nhắc đến phần GPU. Như ở phần chuyên ngành 1 thì mình không nhắc đến GPU đúng không? Nhưng mà chuyên ngành 2 này chúng ta sẽ phải sử dụng đến GPU rồi đây. Hãy chọn những chiếc máy mà có GPU rời. Và nếu như mà tốt nhất thì hãy chọn GPU Quadro, bởi vì là Quadro sẽ hỗ trợ rất là tốt cho việc
các bạn vẽ kỹ thuật trên SolidWorks, và hãy chú ý là ít nhất là từ K1000M trở lên nhé, thì sẽ là giúp cho các bạn sử dụng mượt mà nhất. Đến với chuyên ngành cuối cùng, đó chính là chuyên ngành đo lường và tin học công nghiệp. Đây cũng chính là chuyên ngành của mình luôn. Với chuyên ngành này thì chúng ta sẽ làm việc chủ yếu, như đúng tên gọi của nó, thì chúng ta sẽ làm về những cái mà hệ thống đo lường này. Chúng ta sẽ làm với những cái cảm biến thông minh, những cái dự án về hệ thống nhúng, hoặc là hệ thống cảm biến thông minh, hệ thống IoT, thậm chí là làm cả về robot, các thứ nữa, rất là nhiều. Và có một vài bạn có thể thắc mắc là tự động hóa cũng có IoT đúng không? Công nghệ thông tin có IoT đúng không? Xong rồi công nghệ thông tin cũng có cả lập trình robot các thứ nữa. Vậy thì điểm khác nhau giữa hai cái ngành này nó như nào? Đó chính là chúng ta làm về tự động hóa thì sẽ làm về nhiều về cái vấn đề gọi là phần cứng và cả phần mềm nữa. Còn về công nghệ thông tin thì sẽ làm chủ yếu về phần mềm của việc lập trình IoT và robot hơn. Chính vì vậy, đối với ngành đo lường và tin học công nghiệp, chúng ta hãy sử dụng CPU là i5 hoặc là i7 thế hệ thứ 6 trở lên, hoặc là Ryzen 5, Ryzen 7 từ thế hệ thứ 3 trở lên. Đi kèm về đó là khoảng 16GB RAM và ít nhất là 512GB để có thể cài phần mềm và các cái dự án liên quan để có thể sử dụng một cách mượt mà nhất nhé. Tiếp đó thì chúng ta cần phải quan tâm đến những cái vấn đề mà ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Đó chính là về màn hình này, hoặc là thiết kế và cổng kết nối nữa. Về màn hình thì hãy sử dụng những chiếc máy mà có màn hình Full HD IPS. Và ngành tự động hóa thì không cần phải yêu cầu là màn hình có độ phổ màu quá cao đâu. Cho nên là nếu như mà ông nào mà tư vấn cho anh em chọn laptop tự động hóa mà yêu cầu độ phổ màu màn hình cao ấy thì cứ chửi ông ấy nhá. Tiếp đó là về thiết kế. Bởi vì là ngành tự động hóa của chúng ta không phải là yêu cầu chạy trong một khoảng thời gian dài, miệt mài hay là trâu bò như là render đồ họa hay là các anh em làm bên ngành xây dựng. Chính vì thế là hãy thoải mái có thể lựa chọn những chiếc máy tính mà sử dụng chip U cho cái chuyên ngành đầu tiên chẳng hạn, hoặc là lựa chọn những chiếc máy chạm mỏng nhẹ một chút cũng không sao cả. Và một vấn đề mà anh em thường hay bỏ qua đó chính là về cổng kết nối. Hãy lựa chọn những chiếc máy mà có đầy đủ cổng kết nối. Bởi vì đây là một trải nghiệm của mình. Đấy chính là trong cái quá trình học tập thì mình thấy là mình phải thuyết trình hoặc là đi báo cáo rất là nhiều, và sẽ rất là khó chịu nếu như mà chiếc máy của anh em không đủ cổng kết nối để có thể kết nối với cả máy in hoặc là máy chiếu. Ok, và đó cũng là những chia sẻ của mình về việc học ngành tự động hóa, cũng như là những cái cấu hình phù hợp để có thể phù hợp cho từng chuyên ngành của ngành tự động hóa. Vậy thì tóm lại, chúng ta đối với ngành điều khiển tự động là cái ngành mà dễ tính nhất. Chúng ta có thể chọn các mẫu Ultrabook, nhưng mà nhớ là những cái mẫu Ultrabook mà cấu hình không quá thấp nhá, nếu như mà cấu hình thấp quá cũng không chạy được đâu. Tiếp đó là ngành tự động hóa công nghiệp và ngành tin học công nghiệp và đo lường, thì chúng ta có thể chọn những cái máy chạm hoặc là một vài mẫu gaming hiệu năng cao mà mỏng nhẹ cũng được. Và đó cũng là những chia sẻ của mình. Liệu mình có bỏ sót điều gì ở trong những cái việc chọn laptop này không? Anh em mà học trong ngành tự động hóa hoàn toàn có thể comment bổ sung cho mình ý kiến ở bên dưới phần bình luận nhé. Và cũng đừng quên, nếu anh em quan tâm mẫu máy của trong tầm giá nào thì cũng có thể comment bên dưới phần bình luận luôn, để chúng mình có thể tổng hợp để đưa ra được cái video top những mẫu laptop trong ngành tự động hóa phù hợp với anh em nhất nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.